Việc triển khai đại dịch cộng đồng tuy có nhiều người mới nhưng kết quả lại chưa cao, chưa phát huy hết sức mạnh của hệ thống chính trị tham gia thực hiện. Sự phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc và các ban ngành đoàn thể các cấp trong việc chưa đồng bộ và chính sự cộng đồng. Một số Mặt trận Tổ quốc xã khi triển khai đại dịch cộng đồng còn nhiều lúng túng, chưa có những giải pháp cụ thể hiệu quả cho công tác và trong quá trình phối hợp. Thứ ba là việc tuyên truyền vận động nhân dân tham gia các phong trào các cuộc vận động còn nhiều hạn chế, có lúc có nơi thực hiện còn hình thức chưa kịp thời, đòi hiệu quả chưa cao, năng suất lan tỏa của cộng đồng còn hạn chế. Hạn chế thứ tư, việc xây dựng và phát triển mô hình chưa nhiều, một số mô hình hiện có chưa phát huy hết hiệu quả nên chưa nhân rộng. Ngoài ra kinh phí thực hiện còn ít nên việc triển khai tổ chức các hội nghị tập huấn tuyên truyền chủ đề và thực hiện nội dung và thực hiện sổ tay của cộng đồng chưa triển khai đồng thời trên toàn tỉnh.
tôi nói là đối với bản thân Khen á là rất nghèo, rất khó. Cái đầu tiên mà tôi kể về cái đời của tôi á là bắt đầu là làm ăn là rất khó khăn, ăn cả bác, ăn cả bố mì. Nhưng mà bữa nay là đất mỏ của Khen bữa nay vẫn còn 2 hectare, đất lúa của Khen bữa nay là vẫn còn là 2 hectare. Cái gì cái làm của tôi á là cái thứ nhất là chịu khó này, cái thứ ba là kiên trì này. Xuân sang Tết đến, lộc phát ngập tràn, kính chúc muôn nơi ấm êm viên mãn. Muôn vàng tài lộc cùng Tết Honda, triệu lời cảm ơn, quà khủng Tết lớn. Cảm ơn Việt Nam, Honda tri ân khách hàng. Từ nay đến 21 tháng 1 2023, mua xe Honda để có cơ hội trúng 99 giải đặc biệt SH350i, 999 giải nhất Vision. Tặng ngay điện thoại Samsung Galaxy A04s khi mua Winner X. Thẻ điện thoại 600.000 đồng khi mua Way Alpha Black Vision, trả góp lãi suất thấp chỉ từ 0,79% một tháng. Triệu lời cảm ơn. Quà khủng Tết lớn, hãy đến hết ngay. Xuân sang Tết đến, lộc phát ngập tràn, kính chúc muôn nơi ấm êm viên mãn. Muôn vàng tài lộc cùng Tết Honda, triệu lời cảm ơn, quà khủng Tết lớn. Cảm ơn Việt Nam, Honda tri ân khách hàng. Từ nay đến 21 tháng 1 2023, mua xe Honda để có cơ hội trúng 99 giải đặc biệt SH350i, 999 giải nhất Vision. Tặng ngay điện thoại Samsung Galaxy A04s khi mua Winner X. Thẻ điện thoại 600.000 đồng khi mua Way Alpha Black Vision, trả góp lãi suất thấp chỉ từ 0,79% một tháng. Triệu lời cảm ơn, quà khủng Tết lớn, hãy đến hết ngay. Radio AD, thông điệp từ âm thanh. Hotline 0989 612 668. Truy cập website www.radiovietnam.com.vn để biết thêm chi tiết.